Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ ba tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng theo Thánh Marco. Và một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bước lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Chúa Giê-xu: "Ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiếng, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe kể về việc những người Pha-ri-siêu đã trách móc các môn đệ của Chúa Giê-xu là họ đã vi phạm ngày Sa-bát. Các môn đệ của Chúa đã đói bụng và các môn đệ của Ngài đã bứt những cái bông lúa non để ăn. Và theo luật thì cái ngày Sa-bát không được gặt hái lượm gì hết. Bởi như vậy thì đã vi phạm luật của Sa-bát, đã không còn dành thời gian, thời giờ để thờ phượng Thiên Chúa. Họ căn cứ vào cái điều luật ấy để lấy cớ mà trách mắng các môn đệ của Chúa Giê-xu đã vi phạm luật Sa-bát. Và Chúa Giê-xu trước cái sự trách mắng đó thì Ngài đã bảo vệ các môn đệ của Ngài khi Ngài trưng dẫn ra cái câu chuyện được ghi chép trong sách Các Vua. Khi vua David đã cho các thuộc hạ của mình ăn bánh tiếng, là thứ bánh không được ai ăn ngoại trừ tư tế, kể câu chuyện ấy và Ngài đã kết thúc bằng một chân lý như thế này: con người là chủ của ngày Sa-bát. Giống như tin mừng ngày hôm qua, con người tức là sự hiện diện của Chúa Giê-xu Ki-tô ở giữa dân của Ngài, như chú rể đang ở giữa tiệc cưới, và niềm vui được ban cho những người hiện diện, những người tham dự. Bao lâu chàng rể đi thì người ta mới ăn chay. Niềm vui của Chúa Giê-xu ở cùng với dân của Ngài. Và hôm nay, niềm vui ấy được thể hiện bằng cách cụ thể rằng Thiên Chúa là chủ của ngày Sa-bát. Người ta căn cứ vào một cái khoảng luật để mà người ta dò xét, chỉ trích và lên án nhau. Người ta chấp cho nhau những thứ lề luật mà những lề luật đó không phục vụ cho Thiên Chúa và cũng không mang lại sự bác ái cho con người. Chúa Giê-xu là chủ tể của ngày Sa-bát. Ngài đến để ban cho chúng ta niềm vui, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc. Và Ngài muốn con người được đón nhận niềm vui ấy. Bởi đó, việc thờ phượng Thiên Chúa một cách phải đạo đó là đón nhận Ngài. Và những ai đón nhận Ngài thì giải thoát ra khỏi cái sự tù túng của tâm hồn. Những ai có Ngài, có Thiên Chúa là chủ tể của ngày Sa-bát thì tâm hồn họ được tự do, được thông dong. Và đó mới là những con người thờ phượng Thiên Chúa đích thực trong chân lý và sự thật, trong thần khí. Và tất cả giáo hội chúng ta đang hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với chủ đề là hiệp hành, tức là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Ước gì chủ đề này thực sự sống động trong đời sống của giáo hội, để mọi người nhận thấy điều gì là cần thiết, là sự hiện diện của Thiên Chúa, là niềm vui của tin mừng, và có Ngài giải thoát con người ta ra khỏi những lề luật, những lễ nghi. Và những cái lề luật lễ nghi đó chỉ là những gánh nặng chất lên nhau, chứ không phải là cách thức mà Thiên Chúa muốn để thi hành sứ mạng, tham gia sứ vụ, hiệp thông trong cộng đoàn dân Thiên Chúa để cùng nhau đưa giáo hội tiến về phía trước. Xin Chúa ban ơn cho đời sống của chúng ta, các Kitô hữu, để tất cả chúng ta cảm nhận được niềm vui của tin mừng, sự hiện diện của Chúa
Ngài là chủ tể của ngày Sa-bát, đang ở với chúng ta và mời gọi chúng ta tiến lên.